Cán đáng
bao nhiêu công việc từ ở trong nhà ra đến ngoài đồng, mẹ thấy con tội nghiệp quá, mẹ đi hỏi vợ cho con nghe. Quý Phật tử nghe câu chuyện mà cưới vợ cho sáng mắt không? Có không? Dạ đúng rồi. Thôi không có thời gian để kể câu chuyện đó. Bây giờ giảng cái câu chuyện này. Người con trai đó thưa mẹ, con muốn ở vậy để hầu hạ mẹ suốt đời, biết đâu thêm người thì lại thêm chuyện rắc rối, mà quả thật rắc rối đâu. Không được đâu con vất vả lắm để mẹ hỏi vợ cho con. Can ngăn 2-3 lần nhưng không được, cho nên đành người con để mẹ đi kiếm vợ cho mình. Quý Phật tử nhớ nghe, ai mà có vợ rồi ra thì biết nó như thế nào. Chiều lòng con, người mẹ chiều lòng mẹ, cho nên người con để như thế đó, và người mẹ đi hỏi vợ cho người con trai đó. Người đàn bà ấy đi đến hàng số, thấy có một người con gái được được, và thưa với cha mẹ của người con gái đó xin được cưới về làm con dâu. Và người con gái đó về làm vợ anh chàng thanh niên đó, sau đó đã có con và sinh ra một đứa con đầu lòng. Nhưng quý Phật tử biết được đó là đứa con người đầu lòng đó bất hạnh, người con ấy chết. Do vậy mà vợ chồng người con đó cũng không có con, không có cái gì hết. Rồi sau đó người vợ đó tiếp tục cũng không có con. Vì không có con nối dõi tông đường gia nghiệp, cho nên người mẹ đó thấy rằng con mình cưới vợ về rồi có con rồi nó chết mất, rồi sau này nó không có con nữa, vậy thì cũng như không. Và lấy gì nhờ vả, lấy gì để nối dõi tông môn gia đường để kế nghiệp cha ông. Thì người mẹ nói với người con đó, thôi bây giờ mẹ đi cưới vợ cho con nữa làm người vợ nhỏ. Anh chàng con trai lại năn nỉ, mẹ ơi mẹ đừng có cưới vợ cho con nữa. Nhưng mà người vợ cả đó thấy chồng mình không có con, thì ra mình mắc bệnh hiếm hoi cho nên không có sinh con nữa. Và người vợ cả đó thưa với người chồng, thôi mẹ già rồi mẹ nghỉ đi, để con đi cưới vợ cho chồng con. Mẹ nói, vợ nói, cho nên thôi chồng cũng siêu lòng. Và thưa quý Phật tử, người vợ cả đi cưới vợ, người vợ bé về cho chồng của mình, sau một thời gian sinh được đứa con. Nhưng mà thưa quý Phật tử, khi mà người vợ bé mà sinh người vợ sinh ra đứa con đó, người vợ cả mới sinh tâm thù hiềm. Nếu mà người vợ nhỏ mà sinh con ra thì sau này gia đình tài sản sự nghiệp thuộc về người con vợ bé, chứ mình đâu có còn có giá trị gì ý nghĩa trong cái gia đình này nữa đâu. Đúng không? Gia tài sự nghiệp là do đàn con của người vợ bé nó lấy hết. Nghĩ như vậy cho nên người vợ cả nó sinh ra cái tâm hiềm khích và nói với người vợ bé, em nếu mà em có bầu, em có thai
em có con nhỏ để đó chị nuôi cho. Và thấy cái tinh thần ân cần đầm ấm như thế đó, cho nên người vợ nhỏ nghe lời người vợ lớn. Nhưng mà có ngờ đâu người vợ lớn gia tâm hiểm độc, đem thuốc độc cho đứa con nó uống và làm cho người mẹ bị sảy thai con thứ nhất, sảy thai con thứ hai và sảy thai con thứ ba. Đó là cái ác tâm của người vợ cả, sợ tài sản sự nghiệp sau này chồng của mình giao cho đàn con của người vợ kế. Và từ chỗ đó những người hàng xóm nhìn thấy được rằng tại sao chị sinh ra, chị có bầu, có thai đàng hoàng tử tế mà rồi đứa con thứ nhất bị chết, đứa con thứ hai cũng bị chết, rồi đứa con thứ ba cũng bị chết. Như vậy là chứng tỏ rằng có sự ác tâm của người vợ cả. Khi biết được cái tâm hiềm hận nó như thế đó rồi, thì thưa quý Phật tử, người vợ kế đó sinh ra cái tâm hận thù và thề nguyện rằng sau khi mà tôi chết đời này, tôi sẽ đầu thai làm quỷ dạ xoa để mà ăn lại những cái đứa con của người vợ cả trong những đời kiếp sắp tới. Và cứ như thế, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba luôn luôn gặp những oan trái với nhau. Và để rồi người vợ cả sinh con ra thì người vợ kế đó là quỷ dạ xoa ăn tươi nuốt sống cái đứa con của người vợ cả. Cho đến một kiếp, hai người, một người vợ cả đầu thai là một người đàn bà nghèo khổ ở trong thành, nhưng cũng lớn lên có gia đình và sinh ra một đứa con. Người vợ kế vì cái lời nguyền rủa của mình mà sinh ra làm quỷ dạ xoa. Một hôm đi về nhà chồng, hai vợ chồng bê đứa con trong lòng đi đến cái dòng sông. Người vợ nói: thôi để con đó anh ôm ngang, tôi xuống tắm xong rồi lên ôm con cho anh xuống tắm. Sau khi tắm xong rồi, người vợ ôm con cho người chồng xuống sông tắm. Từ từ xa người vợ thấy quỷ dạ xoa nó chạy lại và nó bắt đứa con đó nó ăn. Thì người vợ vội vàng hoảng hốt sợ quá ẵm đứa con ở trong lòng, nhưng mà chạy một hơi đi vào trong cổng tinh xá kỳ hòn Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Đức Thế Tôn bảo: con đừng sợ, hãy ngồi xuống ở nơi này. Và đuổi theo hai mẹ con quỷ dạ xoa cũng chạy vào trong tinh xá kỳ viên luôn. Khi đi đến nơi, con quỷ dạ xoa đứng đó và nói Đức Thế Tôn: nói người đàn bà này ăn con của con, bây giờ con phải ăn con của người đàn bà này lại. Và Đức Thế Tôn ân cần từ bi nói với người mẹ rằng: con đừng sợ, con hãy trao cái đứa con của con đó cho quỷ dạ xoa đi. Dạ bà Đức Thế Tôn, không, con trao con của con quỷ dạ xoa đó nó sẽ ăn con của con. Nhưng bao nhiêu lần quỷ dạ xoa nó đã ăn con của con? Đức Thế Tôn nói: con đừng sợ. Quý Phật tử phải hiểu cái ý nghĩa ở nơi cái then chốt này, cái điểm này, là quý Phật tử thấy cái lòng từ bi của Đức Phật chưa? Lòng từ bi của Đức Phật là giữ yên hết tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái môi trường, mà hoàn cảnh môi trường đó con người đang gặp phải một cách khốn đốn. Nhưng lòng từ bi của Đức Phật đã trang trải, xóa sạch hết tất cả những sự hận thù, những sự khổ đau. Cho nên chúng ta thấy được rằng hai cái giá trị, ý nghĩa, cái đôi chân từ bi và trí tuệ mà chúng ta thường hay nói, đạo Phật là đạo từ bi đó, thưa quý vị.
từ bi cho đến một cái con kiến, cho đến một cái ong, cho đến một cái con vật nhỏ nhiệm đi nữa, đạo Phật cũng không có cho riêng. Cho nên quý Phật tử đã thọ giới thứ nhất rồi phải không? Ở đây đây ai là người chưa thọ giới giơ tay coi. Thầy biết cái anh quay phim kia chưa thọ giới đó. Bữa nào quý Phật tử chưa thọ giới ha, chưa thọ tam quy ngũ giới về đây để thọ trì tam quy và năm giới với thầy nha, với chùa nếu không có thầy. Thầy chỉ là người đại diện để truyền giới thôi, còn quý Phật tử là đệ tử của Đấng Thế Tôn. Cho nên quý Phật tử phải nghe rõ cái lòng từ bi của đạo Phật, nó bình đẳng, nó cao thượng, nó rộng mở để tạo lấy sự bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cho nên trong đời sống hàng ngày ở nơi đây, mong rằng quý Phật tử hãy thực hành hai chữ từ bi. Có từ bi là có an lạc, có từ bi là có hạnh phúc. Tại vì từ bi chúng ta không có gây gổ gì với ai, chúng ta không làm ai phải buồn phiền vì mình. Mà khi chúng ta có từ bi là lòng của chúng ta được yên ổn và tất cả mọi người đều được yên ổn. Cho nên dưới mắt của mình, thưa quý Phật tử, mình nhìn đến tất cả mọi người, mình nhìn đến tất cả bạn bè, mình nhìn đến tất cả những người sống chung quanh chúng ta, ai cũng cần sự giúp đỡ của mình, ai cũng cần cái tình thương yêu của mình hết. Như bao nhiêu lần là thưa với quý Phật tử đó, nếu người mà trước mặt của mình, bên trái của mình, bên phải của mình mà không phải là cha mẹ của mình trong kiếp này thì cũng là cha mẹ của mình trong kiếp quá khứ. Mà bao nhiêu lần thầy đã thưa giỡn với quý Phật tử, nhưng mà nhiều khi thiệt, người ngồi trước mặt của thầy là cha, người ngồi trước mặt của thầy là mẹ, mà cha mẹ trong quá khứ chứ không phải là cha mẹ trong kiếp này. Vậy thì mình có lý do gì để mà mình hiềm hận họ? Mình có lý do gì để mình buồn phiền họ? Mình có lý do gì mình để lớn tiếng với họ? Nhưng mà nếu sau khi lớn tiếng trên cái tinh thần hướng dẫn, khích lệ, khuyến tâm, sau đó rồi 1 phút, 2 phút, 5 phút mình quên ha? Không có hiềm hận, không có thù hận, không có như trong câu chuyện này. Và thưa quý Phật tử, khi mà hai người đó, một người đàn bà, một em bé, một con quỷ dạ xoa chạy vào đứng trước mặt Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ba người đó biết được rằng tiền thân của ba người đã từng là oan khiên túc trái với nhau. Khi bà vợ cả hại con của người vợ kế và người vợ kế sinh tâm thù hận, đầu thai làm con quỷ dạ xoa để ăn lại những đứa con của bà vợ cả, và cứ như thế nó on on tương báo đời này qua đời nọ qua đời kia. Cho nên chúng ta đã nghe chư tôn đức tăng ni là thuyết giảng rằng on on tương báo đó, mình phải cởi mở, đừng có trói buộc. Nếu ai mà biết hỷ xả, biết buông bỏ thì cái oan khiên túc trái đó nó sẽ chấm dứt. Còn nếu mà không biết buông bỏ thì thưa quý Phật tử, nó trói buộc từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia mà không bao giờ chấm dứt. Tại vì cái tâm tư của mình bị ràng buộc bởi sự oan khiên túc trái đó. Cho nên khi mà chúng ta không bằng lòng với nhau thì chúng ta nói với nhau một tiếng, xong rồi chúng ta hỷ xả hết. Quý Phật tử có bằng lòng không? Bằng lòng không? Có được như thế đó thì tâm tư của chúng ta mới được thanh thản, mới ăn ngon, mới ngủ yên. Còn nếu không thì nó cứ mãi hậm hực ở trong lòng và ngủ không yên giấc chút nào hết trơn hết rồi. Và thưa quý Phật tử, thầy xin lặp lại, ai mình cũng có thể thương yêu được hết, ai mình có thể giúp đỡ được hết, ai mình cũng có thể tha thứ và khoan dung cho nhau được hết. Tại vì quý Phật tử biết rồi, trước sau gì mình cũng chết mà, phải không? Mình đâu có sống đời ở kiếp này đâu, mà dù cho mình có sống đời ở kiếp mà mình cưu mang những cái điều hiềm hận ở trong lòng làm gì cho nó nào. Bỏ nha, quản thiện, và cầm cái đầu tôi nhớ rồi đó.
Và sau khi Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho ba người đó nghe xong rồi, và Đức Thế Tôn giảng dạy rằng các con chớ có hoan khiêm túc trái với nhau, các con chớ có tạo tác những điều không lành với nhau và thù hận với nhau qua bài kệ như thế này. Thưa quý Phật tử, cố gắng thuộc lòng những bài kệ mà Thầy đã giảng nha. Bài kệ thứ nhất là bài kệ gì nhớ không? Tâm dẫn đầu, tâm tạo tác, vân vân. Nếu tạo những điều thiện, tâm dẫn đầu và tâm tạo tác. Nếu tạo những điều ác, vân vân. Ha. Bài kệ thứ tư là hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Đúng không thưa quý Phật tử? Nếu mà mình đem cái tâm hận thù để mình diệt cái tâm hận thù của người kia thì có diệt được không? Tâm của mình hận thù khởi lên thì cái tâm hận thù của người khác cũng khởi lên. Mà hai tâm hận thù cùng khởi lên thì làm sao tiêu diệt được hận thù? Cho nên trong tâm tư của người con Phật, chúng ta phải từ bi. Nhớ nha, bữa nay Thầy nhìn kỹ hết tất cả những khuôn mặt của quý Phật tử đó. Có hai Phật tử ở Minnesota qua thăm Thầy đang ngồi kia đó. Từ ý nghĩa và giá trị đó, chúng ta mới trang trải tình yêu thương đến cho sự sống. Kể cả những loài mà cây, cỏ, lá, rau, chúng ta cũng có tình thương yêu với nó. Mà quý Phật tử biết, trồng bông là bonsai, mà nếu mà chúng ta không có tình thương yêu ra nói chuyện với nó là cây nó không có xanh đâu, cây nó không có tươi đâu. Quan trường chuyên môn đi trim cây, biết được cái tâm lý của cây cối. Mà nếu sáng nào chúng ta cũng ra rờ cái lá đó rồi nói chuyện với nó thì thưa quý Phật tử, cây lá nó sẽ được xanh tươi. Còn nếu mà chúng ta cứ trồng ra rồi bỏ nó ở đó mà chúng ta không ngó ngàng gì tới nó hết, mặc dù có tưới nước nhưng nó không có tình cảm, nó không có một cái từ trường từ để trong tâm tư của chúng ta truyền qua những cái loại thảo mộc môi trường sống chung quanh của chúng ta, thì cái môi trường đó, cái đời sống đó nó cũng không có được tốt đẹp chút nào hết trơn. Thầy về một vị giảng sư ở Harvard. Dạ. Thầy ở ngày đó mang một cái tham khảo một cái cây, thì ông bảo khi một cái cây tươi tốt á, dạ, thì ông cũng rất khỏe, ông rất là vui. Đúng rồi. Nó có sự tương dung tương nhiếp với nhau. Cái môi trường tốt của đời sống chung quanh mình nó ảnh hưởng đến đời sống của mình, và đời sống của mình nó ảnh hưởng đến đời sống của môi trường chung quanh. Cho nên nếu là một cái nhà mà bước vào ha, có cây cối xanh tươi, có nước đồ là tươi mát, nhìn đâu đó nó cũng nên thơ, đâu đó nó cũng mát mẻ ý vị, thì chứng tỏ rằng cái gia chủ, cái chủ nhà đó, cái tâm tư của họ cũng tươi mát. Và bữa Thầy sẽ chống gậy đi đến từng nhà quý nam nữ cư sĩ Phật tử ở nơi đây để Thầy coi thử rằng khu vườn của quý Phật tử có tươi mát hay không. Mà nếu khu vườn của quý Phật tử mà có tươi mát, nào là bước đắng nè, nào là bí dài nè, nào là bầu tròn nè, nào là vân vân, và có đầy đủ trong khu vườn nhà của quý Phật tử, thì chứng tỏ rằng cái khu vườn đó có tình cảm giữa người với thực vật, và thực vật tạo nên một môi trường sống êm đềm tươi mát với con người chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cố gắng trải cái tấm lòng của mình ra. Không có cái gì mà mình phải cắn đắng, không có cái gì mình phải đắn đo chi hết. Có gì mình cứ nói, nhưng mà nói hết rồi thì thôi, bỏ nghe chưa? Dạ, chứ đừng có để trong lòng không có tốt. Và thưa quý Phật tử, Đức Thế Tôn đã nói bài kệ hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Làm gì có hận thù mà có thể diệt được hận thù? Nếu một quốc gia này, nếu một dân tộc kia mà có ý nghĩ chiến tranh để cướp đoạt cái quê hương và dân tộc đó, thì đương nhiên quê hương và dân tộc đó cũng sẽ dấy khởi lên cái tâm chống lại với quê hương và dân tộc kia. Như vậy là hai dân tộc quánh lộn với nhau, chứ có bao giờ mà diệt được hận thù đâu. Cho nên hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù,
là định luật ngàn thu. Quý Phật tử thuộc chưa? Thiền lại thuộc chưa? Phải thuộc câu này nghe chưa? Phải thuộc để mà áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình, giao tiếp với tất cả mọi người trong cái tâm tư lòng từ bi, lòng vị tha, lòng khoan dung và tha thứ, không để một cái sự hiềm hận nào ở trong lòng của mình, luôn luôn lúc nào cũng thể hiện tinh thần khoan dung và hỷ xả. Vậy thì từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, đó là lời của Đức Thế Tôn dạy bài kệ thứ tư mà quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã nghe. Kinh Pháp Cú nó có từng câu chuyện dài, nhưng sau khi cái câu chuyện dài đó Đức Thế Tôn đã giảng dạy và Đức Thế Tôn đúc kết lại bằng một bài kệ 4 câu hoặc là 6 câu hoặc là 8 câu để cho chúng ta dễ thuộc và chúng ta dễ hiểu. Thầy đọc lại và quý Phật tử thuộc liền ngay bây giờ ha. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thù. Thuộc chưa? Thuộc rồi hả con Mỹ Từ? Đúng rồi, lấy oán báo oán, oán nọ chắc chồng, lấy âm báo oán, oán nọ tiêu tan. Đó là ngôn ngữ bình dân. Thấy chưa? Cũng thuộc lòng rồi đó. Áp dụng không? Áp dụng ha. Ngày nào mà thầy làm cái gì đó là con đường không có giận thầy, nghe chưa? Giận là biết tôi đó. Cho nên từ chỗ đó chúng ta biết hoan hỷ với nhau, biết ta biết từ bi với nhau, biết chúng ta biết cho nhau mà không có bao giờ hiềm hận để giữ lấy những cái gì, mà những cái đó là oan khiên túc tái từ đời này qua đời nọ, từ đời nọ qua đời kia. Và thưa quý Phật tử, chúng ta tụng ở trong Lương Hoàn Sám quyển thứ 5 và quyển thứ 6, trong đó nói về oán kết giữa cha mẹ với con cái, giữa con cái với cha mẹ, giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ, bà con quyến thuộc oán kết với nhau. Tại sao phải oán kết với nhau? Cha mẹ, bà con quyến thuộc, tại vì cha mẹ ở chung với nhau, bà con ở chung với nhau, vợ chồng ở chung với nhau, cho nên có gặp nhau thì mới có oán kết. Tôi nói với ông là đi làm 12 giờ là ông phải về, tại sao đến giờ phút này ông chưa về? Dạ thưa bà, đi lâu đường xe bị bể bánh. Xe bị bể bánh chứ đâu phải tôi đi làm không biết đường về. Vậy đó mà cũng lớn tiếng à. Mà rõ ràng bể bánh thiệt, lụi cụi nằm thay bánh ở ngoài đường đến 12 giờ đêm mới về. Tôi nói với bà tôi về là phải có cơm cho tôi ăn. Tại sao đến giờ hôm nay chưa có cơm mà ngồi đó coi tivi? Cứ như thế mà oán kết với nhau. Còn nếu mà người ở xa không bà con quyến thuộc với nhau thì làm gì có lớn tiếng với nhau, làm gì gặp nhau để mà oán kết với nhau. Cho nên trong Lưu Hoàn Sám giảng dạy một cách rõ ràng, vì ở chung với nhau cho nên oán đối với nhau, vì ở chung với nhau cho nên mới to tiếng với nhau, vì ở chung với nhau cho nên mới trái ý phật lòng với nhau. Nếu mình có ý thức và hiểu biết thì mình sẽ san bằng hết tất cả những cái oan khiên túc trái đó. Ước mong quý nam nữ cư sĩ là những người học Phật hãy giữ tâm từ bi, tâm hỷ xả một cách tốt đẹp để hận thù không phát khởi lên trong tâm tư của người con Phật mến thương. Chân thành kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử nghe câu chuyện Kinh Pháp Cú thứ tư, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Nguyện đem